không biết là bà con đang theo dõi kênh tiktok của tôi có ai nghèo giống như tôi không ta nếu mà có thì hôm nay tôi sẽ đưa bà con nhà mình đến một cái quán bò nướng rất là phù hợp cho người nghèo không có cần nhiều xiền nhưng mà vẫn ăn được bò và các loại sốt rất là ngon nghẽ còn những ai mà nhà già giàu đại gia hả thì xin lỗi nha vẫn cứ ăn được bình thường xin chào tất cả mọi người tôi là tú hiệu trưởng đây hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến cái quán này có tên là bò sốt hoàng gia nghe cái tên thì có vẻ sang chảnh vậy thôi chứ ở đây bán bò nướng siêu bình dân luôn nha các bạn giống như cái phần thân bò sốt cây này đây nè hai cái miếng thăn bò bự chà bá luôn mà chỉ có tám mươi chín cành thôi à cái sốt cây được ướp rất là kỹ thấm đều lên miếng thịt bỏ vô Miệng nó thơm thơm cây nồng thịt bò thì nó mềm mềm ăn khá là sướng còn cái phần này đây là dếu heo đã đi ăn đồ nướng thì không thể thiếu món này đúng không các bạn ăn món này thì các bạn nhớ nướng cháy cháy xíu ăn cho nó ngon nha tiếp đến là một cái món tôi rất là thích thăng bò sốt tiêu đen tôi cũng đi ăn ở nhiều quán bò nướng lắm rồi mà tôi thấy cái sốt này rất là ít chỗ có nha sốt này thì nó có một cái hương thơm và cây nồng rất là đặc trưng của tiêu đen nướng cái miếng thịt bò lên mà tao nói kêu bằng á hả thơm nước mũi luôn và cuối cùng là tôi cũng không quên bổ sung vitamin bằng một cái dĩa salad dầu giấm hoàng gia nói chung quán này phải gọi là siêu bình dân luôn các bạn ai mê thì nó lại chiến liền